Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu cho các bạn là một con bò đực kem nha các bạn. Bò đực kem F2 đây, đứng trước mặt bạn là bò đực kem F2 các bạn. Lưng đôi nha các bạn, lưng đôi xương cối nha. Lưng đôi xương cối nha các bạn. Đực kem F2, lưng đôi xương cối. Chiều cao ngoài 1m2 bò nha các bạn. Chiều cao ngoài 1m2 bò. Khùng dạo rồi đòn dốc rồi đầu đít bằng nhau nha các bạn. Chân voi xương cối. Con này thì chủ báo giá là 37 triệu nha các bạn. 37 triệu. Đực đực kem Changulai á các bạn, F2 nha. F2 chân voi xương cối đòn dài sọc các bạn ơi. Yếm dầu rồi là nghiêm chỉnh nha. Giá 37 triệu, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của chú bò nha các bạn. Mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Đây, chân dồi xương cối, bò này dạng kem lở nha các bạn, cấn thịt nha. Đít muối luôn các bạn thấy không. Kem mà đít muối y như đít ba bê các bạn. Chân dồi xương cối, giá 37 triệu nha các bạn. 37 triệu. Anh em bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ nha các bạn. Còn đây là đực 3B các bạn. Đực 3B. Cao 1m1 bò. Cũng xương cối luôn các bạn. Nhìn dàn xương các bạn biết xương cối rồi. 3B xương cối đít muối. Cao 1m1 bò. Giá 27 triệu. 27 triệu nha các bạn. Đòn dài sọc luôn các bạn ơi. Con kem đòn dài sọc luôn. Nhìn ngoài nó lực lắm nha các bạn. Nhìn con bò này ngoài lực lắm, nó cũng cắn thịt nha các bạn. Cao ngoài 1m2 bò. Bò kem này dòng là dòng F2 nha các bạn. Giá 37 triệu. Dòng F2 nó đầy đà, nó bự con các bạn. Nó bô ngang. Nó tàn ngang đó các bạn. Nó tàn ngang. Chân dồi xương cối giá 37 triệu. Chân móng là hoàn thiện nè các bạn. Chân móng hoàn thiện nha. Đầu to. Còn 3B nè các bạn. 3B này xương cối luôn. Lưng thẳng băng đòn dài sọc các bạn. Giá 27 triệu nha các bạn. Chân voi xương đóng. Đòn dài sọc luôn các bạn. Chân dồi xương cối quá lực các bạn. Ngoài nhìn nó dền vàng đó các bạn, mình quay vậy thôi chứ ngoài dền vàng lắm. To con. Giá 37 triệu nha các bạn. Anh em bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của chú bò, mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Và mình xin được báo giá lại là con đực kem chủ báo giá là 37 triệu và con đực 3B chủ báo giá là 27 triệu nha các bạn. Bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây nha các bạn.